Dạ, trong cái không khí trang nghiêm này thì chúng con xin ban tổ chức gửi đến một cái tin vui vãng sanh, một lời tri ân của gia đình. Hôm nay cũng đưa lên nhờ ban hộ niệm của Đan Phượng vừa mới hộ niệm cách đây ít ngày được một ca thành công. Xin ban tổ chức đưa lên, con xin thay mặt cho gia đình được đọc lời tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ly chứng minh. Con xin kính chào thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Con là Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết, là vợ của Hương Linh Phạm Quốc Tuấn, pháp danh Phúc Anh, 66 tuổi, bị ung thư gan giai đoạn cuối. Gia đình cũng chữa trị nhưng bác sĩ đã chê và trả về. Con cũng biết một chút về pháp môn hộ niệm, vì trước đây gia đình con cũng được đạo tràng Minh Thành Đan Phượng hộ niệm cho bà ngoại của con. Được vãng sanh viên mãn về Tây Phương Cực Lạc, giờ đây lại đến chồng con được đạo tràng Minh Thành hộ niệm. Trong những ngày chồng con lâm bệnh, đạo tràng thường xuyên đến chia sẻ niệm Phật. Chồng con nghe lời và quyết lòng niệm câu Phật hiệu cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng được vài tháng thì chồng con lại thối tâm, không chăm chỉ niệm Phật, đạo tràng phải dừng ca. Con ngày đêm lo lắng chồng con mất phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sẽ không có cơ hội để trở lại làm người. Ngày ngày con khuyến tấn và động viên chồng con. Chồng con nghe lời cho mời lại đạo tràng đến hộ niệm. Đạo tràng Đan Phượng rất nhiệt tình và từ bi lại tiếp tục hộ niệm. Thời gian được 2 tuần thì chồng con yếu trông thấy. Đạo tràng đã ra hộ niệm ngày 2 thời. Lúc xả bỏ báo thân có đạo tràng nhắc nhở bên cạnh. 12 tiếng đồng hồ kiểm tra thoại tướng, tất cả đều lạnh, chỉ riêng đỉnh đầu là ấm. Đạo tràng dừng ca tiếp dừng lại tiếp tục niệm Phật thêm một tiếng nữa. Sau đó kiểm tra thì điểm ấm trên đỉnh đầu đã hết, nhưng chân tay vẫn chưa được viên mãn. Sau đó đạo tràng hỏi về gia đình, còn điều gì chưa nói với đạo tràng thì để đạo tràng biết. Cuối cùng thì gia đình con nói hết sự thật, đạo tràng cũng đã tìm ra nguyên nhân. Đạo tràng khai thị và tháo gỡ, sau 15 tiếng đồng hồ kiểm tra thoại tướng thì ông đã để lại thoại tướng viên mãn. Gia đình con vô cùng là vui mừng. Pháp hội niệm Phật vô cùng là vi diệu. Nếu không có pháp hội, không có pháp môn hộ niệm thì hôm nay chồng con chắc chắn sẽ đi vào con đường khổ. Con rất cảm động. Những tấm lòng của những người niệm Phật không quản ngại ngày đêm để đến bên cạnh người bệnh. Thật sự con không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu xin cảm niệm tri ân công đức tới thầy Diệu Âm Tịnh Hải và đạo tràng Minh Thành Đan Phượng. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tôi xin đào ý chúng cho một tràng pháo tay cộng lớn để cảm niệm tri ân công đức của đạo tràng Đan Phượng và các bạn ban hộ niệm Việt Nam. Thực sự là hàng ngày các ban hộ niệm Việt Nam là tiến đưa rất nhiều người vãng sanh. Chỉ vì là thời gian ở trên Zoom có giới hạn nên chúng con không có cách nào để mà đưa tất cả các tin vui này lên được. Nhưng ngày nào, thực sự là ngày nào cũng có người vãng sanh, chư vị ơi. Chư vị có thấy là tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời vô cùng.